Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Ngọc Trinh diện bikini giữa sân bay, khoe vào một nóng hừng hực, tìm qua đường cũng phải dán mắt. Ngọc Trinh thành tâm điểm tại sân bay với phong cách thời trang cực bốc lửa. Sáng ngày 15 tháng 9, Ngọc Trinh đã bắt chuyến bay cùng Vũ Khắc Tiệp đi du lịch nghỉ dưỡng. Ngay khi vừa có mặt tại sân bay, cô nàng đã thu hút mọi ánh nhìn. Ngoài nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 30, Ngọc Trinh còn gây ấn tượng bởi đôi chân thon dài, nuột nà hết mức. Đáng chú ý hơn cả là màn nổi loạn diện bikini màu trắng bên trong bộ vest thanh lịch. Phải đến khi quay clip, cô nàng mới bắt đầu bung xõa. Không ít người khi nhìn thấy Ngọc Trinh bước qua đã phải ngước nhìn, đúng với danh hiệu bóng hồng của hàng đầu showbiz Việt Nam. Cô luôn biết cách khiến fan bất ngờ. Dạo gần đây, người đẹp liên tiếp đạt được những thành công trong sự nghiệp. Hết vượt mốc 5 triệu lượt theo dõi trên Instagram, cô còn lên chức phó tổng của một công ty về mỹ phẩm nổi tiếng. Với lợi thế là hình thể đẹp, Ngọc Trinh chỉ cần diện bikini bên trong và khoác bên ngoài bộ vest lịch lãm là đủ làm người đối diện không thể rời mắt. Ngọc Trinh tạo dáng ở sân bay chỉ trong vài giây xuất hiện, Ngọc Trinh đã chiếm trọn spotlight. Ở tuổi 30, phó tổng ngoài sở hữu cho mình những thành công nhất định còn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Trước đó, Ngọc Trinh từng nhận mưa gạch đá khi thả dáng trên phố Ý, trong khi nhiều người thể hiện sự trầm trồ với thân hình gợi cảm và độ chịu chi của diễn viên vòng eo 56, thì một số khác lại tỏ ra gay gắt khi chỉ trích phong cách ăn mặc lố năng của cô. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.